Tin vui cho những người hậu đậu như mình hay là có Linh. Suốt ngày làm hỏng điện thoại ấy, thì đây, Apple đã bắt đầu cung cấp cho các bạn những linh kiện chính hãng cũng như là cả những cái bộ dụng cụ để bạn có thể tự thay sửa tại nhà hoàn toàn là theo ý thích, không cần phải mang đi bất cứ đâu cả, cứ thích sửa là sửa thôi. Ê, nhưng mà chi tiết về cái câu chuyện này thì cũng có một số những cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Về Việt Nam thì cái chương trình này liệu nó có gọi là ổn hay không nhỉ? Hiện tại các bạn mua những mẫu iPhone hàng mới và chính hãng VNA như là iPhone 13 Series này, iPhone SE mới đang bán này, hay là kể cả iPhone 11 cũng đang có bán hàng mới chính hãng luôn, thì chắc chắn là các bạn sẽ được hưởng một cái chương trình bảo hành rất là thoải mái trong ít nhất là một năm đầu. Thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn quan tâm thì có thể click vào đó để đón mua ngay, cũng như là xem những chương trình ưu đãi về iPhone ở Di Động Việt hiện tại nha. Còn quay trở lại với cái chương trình chi tiết này của Apple là ra sao? Đây, các bạn thấy không? Trên chính trang chủ của Apple đã có một cái thông báo về chương trình là Self Service Repair bây giờ đã available rồi, tức là đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Và chương trình này thì hiện đã bắt đầu hoạt động tại Mỹ, sắp tới sẽ mở rộng ra các quốc gia khác như là châu Âu trong cuối năm nay, và dần dần thì mở rộng ra thêm nhiều quốc gia khác nữa, là cho phép người dùng tự mua và tự sửa, tự thay thế những cái linh kiện ở trên iPhone như là camera, màn hình và pin. Còn đến cuối năm nay thì Apple sẽ mở rộng dịch vụ này hỗ trợ cho cả những cái chiếc Mac, nhưng mà là Mac chạy Apple Silicon nhá. Và như mình nhớ bây giờ là sẽ có 4 mẫu Mac chạy con chip Apple Silicon, đó là iMac M1 này, MacBook Pro M1 này, MacBook Air M1 này và Mac Studio. Đó thì là 4 mẫu máy đó, cũng như là các cái dòng iPhone 12, 13 và SE 2022. Thì những cái linh kiện mà Apple cung cấp này là hoàn toàn y hệt, và cũng sẽ có một mức giá giống với cái mức giá mà Apple bán cho các cái đơn vị đại lý ủy quyền kia. Tức là các bạn hoàn toàn có thể mua nó về tự sửa chữa với một mức giá khá là rẻ. Bởi vì dù sao khi các bạn đi ra những cái đơn vị đại lý ủy quyền kia ấy, thì đôi khi là họ sẽ trả, họ sẽ tính thêm cho các bạn một số những cái chi phí gọi là chi phí thay sửa linh kiện của các bạn nữa. Ví dụ như mình có tìm hiểu, các bạn mà mua màn hình của iPhone 13 Pro thì giá sẽ là 269 đô. Nếu mà các bạn mang máy ra trung tâm ủy quyền bảo hành chính hãng của Apple ấy, thì các bạn muốn thay màn hình sẽ phải trả là 279 đô, tức là đắt hơn khoảng đâu đó 10 đô, và mức giá thì như mình thấy cũng khá là cạnh tranh ở thị trường Mỹ. Còn ở thị trường Việt Nam thì sao? Thì đó mới là cái câu chuyện. Thứ nhất, hiện tại cái chương trình này mới đang chỉ áp dụng cho những mẫu iPhone khá mới như là iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE 2022. Nếu mà bạn đã có kinh nghiệm thay sửa iPhone rồi thì cái việc để tháo máy ra hay là thay những cái linh kiện này khá là dễ dàng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đối với những người chưa có chuyên môn ấy, thì riêng cái việc các bạn tháo những con ốc này này và các bạn khò nhiệt để các bạn giật được cái nắp lưng ra, nó đã là một câu chuyện gì đó rồi. Mà các bạn lật cái màn hình ra không cẩn thận đứt luôn cái dây nối màn hình thì nó còn toang hơn nữa. Tất nhiên là Apple cũng đã có tính thêm cả một số những cái về sau, đó là họ sẽ cung cấp cho các bạn một cái bộ ở những cái công cụ chuyên nghiệp để các bạn có thể là tháo cái chiếc iPhone này ra và thay sửa những cái linh kiện đó dễ dàng hơn. Giá cho thuê thì sẽ là 49 đô cho một tuần và được miễn phí giao hàng. Thì các bạn nếu mà chỉ cần sửa một chiếc iPhone thì các bạn không cần phải mua một cái bộ quá đắt đỏ ở đâu đó như kiểu là bên iFixit, thì các bạn chỉ cần thuê thôi. Nhưng mà đấy, bây giờ nhá, kể cả cái chương trình này có về Việt Nam mà các bạn đang sử dụng một chiếc iPhone 11 đi, các bạn muốn thay pin thì phải làm thế nào? Không thể sử dụng chương trình này được. Các bạn có một chiếc iPhone 11, camera bình thường, màn hình bình thường, pin bình thường, nhưng mà nó lại bị hỏng một con IC quản lý iMac, một cái lỗi mất iMac rất phổ biến trên dòng iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và các dòng iPhone sau này cũng đã bị. Đó, thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Không thể đúng không? Các bạn bị hỏng màn hình, nhưng mà cái giá một tấm màn hình của Apple bán cho các bạn với mức giá khá là cao, như 13 Pro đấy, là tận khoảng 6 triệu cho hàng chính hãng, thì các bạn không muốn bỏ ra cái số tiền đó, các bạn muốn là sử dụng những cái thủ thuật khác như là hấp lại màn này, ép kính này, hay là thậm chí Việt Nam chúng ta còn có cả cái dạng là hàng lô, hàng chợ, rồi có cả hàng zin, rất nhiều loại hàng khác nhau nữa. Thậm chí là có cả màn LCD để thay cho những cái thiết bị mà chạy màn OLED như kiểu là màn LCD cho iPhone X ấy. Các bạn có thấy có những cái linh kiện dạng đấy trên thị trường không? Thì đó, nói chung từ góc độ là một người gọi là tham gia và theo dõi thị trường điện thoại thì mình thấy đây là một nước đi, nó mang tính khá là biểu tượng của Apple. Mình rất ủng hộ nước đi này của Apple nha. Quả thực là họ có quan tâm đến môi trường này, họ có đưa ra những cái chính sách để giúp đỡ, hỗ trợ cho người dùng trong cái quá trình sử dụng máy. Nhưng nó chỉ là mang tính biểu tượng trên toàn cầu và có thể là đâu đó là một cái người đi đầu để các hãng Android học theo thôi. Chứ còn về Việt Nam thì mình thấy chương trình này không hay cho lắm. Một, các bạn không chuyên thì các bạn không bao giờ dùng chương trình này được. Hai, các bạn chuyên nghiệp thì ở thị trường Việt Nam có hàng loạt những cái lựa chọn khác tối ưu hơn về mặt kinh tế cho các bạn. Ok, thì đó là những suy nghĩ của mình về cái chương trình mới này của Apple, cho phép người dùng tự vọc vạch, tự thay thế linh kiện iPhone tại nhà. Rất hay, nhưng mà không hiệu quả ở Việt Nam. Mình nghĩ như vậy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.